Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, trong 4 tháng đầu năm 2024, có 36 cơ sở y tế có chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao, bất thường. Cụ thể, một số cơ sở y tế sử dụng thuốc cùng hoạt chất, sử dụng vật tư y tế, đinh nẹp, vít, khớp có giá cao hơn so với danh mục trúng thầu. Số ngày điều trị nội trú kéo dài, chi phí ngày giường nằm chiếm tỷ lệ cao so với bình quân toàn quốc. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành đề nghị các cơ sở y tế rà soát, ban hành kịp thời các quy trình hướng dẫn chuyên môn trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tuân thủ các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh, chỉ định sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ y tế, đảm bảo hợp lý, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí, gây thất thoát quỹ bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội từ chối thanh toán các chi phí không hợp lý. Nếu có dấu hiệu vi phạm hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phối hợp với Sở Y tế đánh giá mức độ vi phạm, tiến hành tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.